Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 14 năm 2021 thu hút trên 160 đề tài dự thi trên nhiều lĩnh vực. Các cơ sở giáo dục đại học chủ trọng đổi mới nội dung ngày hội tuyển dụng để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và làm tổ công tác tuyển sinh. Công ty xi măng Đồng Lâm tập trung khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác mỏ đá Phong Xuân, đảm bảo quyền lợi của người dân. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào đón Festival nghề truyền thống Huế, sáng nay Trường Tiểu học Vĩnh Ninh thành phố Huế tổ chức hội chợ trường học lần thứ 2 với chủ đề Sắc Huế trong em. Cùng dự với giáo viên và học sinh của trường có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ. Hội chợ trường học là hoạt động trải nghiệm theo chủ đề. Đây là hoạt động tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm tăng cường giáo dục truyền thống quý báu về bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung, những nét đặc trưng của văn hóa Huế nói riêng, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường. Với chủ đề Sắc Huế trong em, cùng với các hoạt động diễn ra sẽ giúp các em biết yêu và trân trọng giá trị các nét đẹp văn hóa Huế đặc trưng, đó là con người Huế, kiến trúc Huế, văn hóa nghệ thuật Huế, lễ hội Huế, mỹ thuật Huế và ẩm thực Huế. Đặc biệt với những hoạt động trưng bày và trao đổi mua bán của 22 gian hàng đến từ các em học sinh khối lớp 3, 4, 5, như gian hàng của nghề thủ công truyền thống như hoa giấy, nón lá Huế, tò he, gian hàng ảo dài truyền thống Huế, gian hàng giới thiệu tủ sách Huế trong em, gian hàng của các món ẩm thực Huế. Cùng với những hoạt động khác như giao lưu xẻ dáng và vẽ tranh, giao lưu kỹ năng gia chánh, giao lưu ảo dài truyền thống Huế, giao lưu các trò chơi dân gian. Hội chợ trường học Huế là sân chơi bổ ích và lý thú cho học sinh, cũng như gắn kết giữa thầy cô giáo và học sinh sau những giờ học trên lớp. Những hoạt động trải nghiệm tại hội chợ như thế này sẽ góp phần hình thành cho các em những phẩm chất như yêu nước, yêu quê hương, nhân ái, chăm chỉ, cũng như tự tin giao tiếp và hợp tác làm việc nhóm để trở thành những học sinh tích cực, năng động, chăm ngoan học giỏi. Sáng nay, Liên hiệp các khối khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh đoàn tổ chức khai mạc triển lãm và chấm thi cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 14 năm 2021. Cuộc thi lần này có 162 đề tài được tuyển chọn từ 9 huyện, thị xã, thành phố và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Ban tổ chức đã thành lập 5 hội đồng chấm thi, gồm đồ dùng dành cho học tập 29 đề tài, phần mềm tin học 18 đề tài, sản phẩm thân thiện với môi trường 32 đề tài, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 37 đề tài, giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế 46 đề tài. Đây là những đề tài tiêu biểu và là thành quả nghiên cứu sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh được hiện thực hóa từ cuộc sống. Qua 14 lần tổ chức, cuộc thi đã và đang phát huy tốt những kết quả đạt được, trở thành hoạt động bổ ích cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh, đồng thời rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ thành nhà sáng chế trong tương lai. Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tổ chức chương trình ngày hội Thắp sáng ước mơ cùng Huế ru, nơi tri thức trở thành giá trị, thu hút hơn 400 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế tham dự. Tại chương trình, các em học sinh được giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường và được trải nghiệm môi trường học tập thực tế tại các khoa ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tin học, tâm lý và giáo dục chính trị, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non. Ngoài ra, học sinh được tham quan trải nghiệm thực tế tại các phòng thí nghiệm, phòng máy, studio, phòng truyền thống, cảnh quan, cơ sở vật chất của trường. Các em cũng được tham gia hoạt động kỹ năng do chính sinh viên câu lạc bộ đội nhóm của trường tổ chức. Chương trình nhằm mục đích giúp học sinh các trường trung học phổ thông được trải nghiệm môi trường học tập và sinh hoạt của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế, qua đó giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất về định hướng ngành nghề cũng như môi trường học tập mới, từ đó có sự chuẩn bị hành trang cần thiết trước khi bước vào kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm 2021. Thưa quý vị, ngày hội tuyển dụng của nhiều cơ sở giáo dục đại học đang ngày càng có nhiều đổi mới nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng như làm tổ công tác tuyển sinh. Lần đầu tiên, một hình thức tuyển dụng mới được thực hiện tại một trường đại học thành viên Đại học Huế với sự gắn kết chặt chẽ giữa trường trung học phổ thông, trường đại học và đơn vị tuyển dụng. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về những lợi ích từ hình thức tuyển dụng này qua phóng sự sau. Ngày hội tuyển dụng của khoa cơ khí và công nghệ Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế có 10 doanh nghiệp với 600 vị trí việc làm được tuyển dụng trực tiếp với các ngành nghề như công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch và đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
các doanh nghiệp đã tham gia trực tiếp tại hội đồng đánh giá đề tài sinh viên tốt nghiệp và tiến hành phỏng vấn. Đặc biệt năm nay, nhà tuyển dụng tiến hành trao quyết định nhận tân kỹ sư vào làm việc ngay tại hội đồng nhằm giúp các sinh viên tốt nghiệp vào làm việc ngay tại công ty. Lần đầu tiên, một hình thức tuyển dụng mới được tổ chức thực hiện tại một trường đại học thuộc Đại học Huế. Hôm nay em thực sự rất là vui khi mà mình vừa mới bảo vệ tốt nghiệp xong và được nhận cái giấy làm việc của công ty Red. Phối hợp về mặt chuyên môn đào tạo. Cái thứ nhì là thông qua cái việc mà phỏng vấn thì chúng tôi đánh giá là một lần nữa các bạn đủ những cái kỹ năng có thể tham gia vào doanh nghiệp, thì thông qua đó chúng tôi quyết định là trao quyết định tuyển dụng trúng tuyển cho các bạn. Năm nay là sinh viên khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thì có các doanh nghiệp ngồi tham gia bảo vệ khóa luận, và năm nay sinh viên sẽ nhận được quyết định trúng tuyển trong ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Đây là năm rất đặc biệt, là khoa cơ khí công nghệ trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế đã mời một cái ấn tượng là trải nghiệm cho học sinh trường cấp 3. Đây cũng là năm đầu tiên ban tổ chức chương trình tham quan trải nghiệm, tìm hiểu môi trường học tập, nghiên cứu, sinh hoạt và cơ hội việc làm với các ngành nghề của khoa cho hơn 600 học sinh trung học phổ thông đến từ 18 trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Các em học sinh trực tiếp tìm hiểu và vận hành cuộc thi Robocon, cuộc thi ô tô sinh thái, trực tiếp làm và sử dụng các sản phẩm về thực phẩm, đồ uống, đảm bảo chất lượng, từ hệ thống thiết bị sản xuất và quy trình công nghệ tại khoa. Những trải nghiệm thực tế giúp học sinh có thể hiểu được quá trình học đi đôi với hành. Hôm nay thì đến đấy thì con cảm thấy thực sự là rất mới lạ, đúng như là trải nghiệm thực tế luôn là vui vẻ hơn là được nghe trên lý thuyết. Đáng theo tương lai con nghĩ đầu tiên là do sở thích của mình, và cái nhu cầu xã hội cũng là một yếu tố để mình quyết định đến nghề tương lai. Tôi nghĩ rằng cái việc là có ý nghĩa sâu sắc đối với những cái học sinh mà có cái học lực vừa khá, các em rất có điều kiện và rất có nhu cầu để mà làm một hành trang cho sau này. Bên cạnh sinh viên nhà trường ra có việc làm ngay tại nhà trường bằng cách mời các doanh nghiệp về tham gia quá trình đào tạo, tuyển dụng việc làm, thì một cái mà chúng tôi cũng rất gọi là chúng tôi rất quan tâm trong thời gian gần đây, đó là mời các có sự kết nối giữa đầu vào, giữa các học sinh trung học phổ thông là nguồn tuyển đầu vào của nhà trường, rồi đến vào trường đây, rồi có đầu ra là doanh nghiệp tuyển dụng, để các em, đặc biệt các em trung học phổ thông, có một cái nhìn tổng quan và đặc biệt là có hiểu biết nhiều hơn và có giúp các em có cái định hướng rõ hơn trong nghề nghiệp. Sự hợp tác chặt chẽ giữa ba nhà là trường trung học phổ thông, trường đại học và nhà tuyển dụng nhằm đảm bảo quá trình định hướng và đào tạo đúng, đáp ứng yêu cầu cũng như nhu cầu của doanh nghiệp là mục tiêu của khoa cơ khí và công nghệ trường Đại học Nông Lâm Huế trong lần tổ chức chương trình ngày hội tuyển dụng năm nay. Thành công của ngày hội là tiền đề để nhà trường tổ chức quy mô cấp trường và là hình mẫu cho các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham khảo nhằm tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng như trong công tác tuyển sinh. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức Ngày hội Việc làm tuyển sinh học nghề năm 2021, mang đến gần 6.000 việc làm cho người lao động. Tại Ngày hội Việc làm tuyển sinh học nghề, 26 doanh nghiệp cơ sở dạy nghề có nhu cầu tuyển sinh 300 học viên, tuyển dụng gần 5.000 lao động làm việc trên địa bàn tỉnh và gần 1.000 lao động làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Mỹ, Canada, Hàn Quốc. Sàn giao dịch việc làm tuyển sinh học nghề với mục đích giúp người lao động trên địa bàn tiếp cận với các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động phù hợp với trình độ chuyên môn tay nghề, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị, cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển sinh đào tạo nghề, nhu cầu tuyển dụng lao động được tiếp cận với người lao động để tư vấn về học nghề, xuất khẩu lao động, tư vấn chính sách vay vốn tạo việc làm và tuyển dụng được nguồn lao động phù hợp. Tiếp nối nội dung chương trình với những thông tin khác. Liên đoàn Lao động thành phố Huế tổ chức phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó phát triển. Theo đó, nhiều hoạt động bảo vệ chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động sẽ được tăng cường trong tháng cao điểm này. Trong thời gian qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân đã đạt được những kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công nhân viên lao động. Công đoàn thành phố đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức nhiều chương trình hoạt động mới có ý nghĩa thiết thực như cây gạo ATM, phiên chợ công đoàn, giờ thứ 9, sổng xanh. Ban chấp hành công đoàn thành phố cũng đã xây dựng chương trình toàn khóa, chương trình 5, tập trung cho các hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động.
với chủ đề đoàn kết sáng tạo vượt khó phát triển diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Liên đoàn lao động thành phố tổ chức chuỗi hoạt động với nhiều hình thức nhằm chăm lo tốt cho đoàn viên người lao động như diễn đàn lắng nghe, thấu hiểu, cảm ơn miễn phí, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên. Tại lễ phát động, Liên đoàn lao động thành phố cũng đã kết nạp 10 công đoàn cơ sở và trao các phần quà và mái ấm công đoàn cho các đoàn viên tiêu biểu. Thưa quý vị, thời gian qua, hoạt động nổ mìn khai thác mỏ đá vôi tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền của công ty xi măng Đồng Lâm đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân khu vực xung quanh. Xử lý vấn đề này, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án khắc phục nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo phản ánh của những hộ dân sống trong khu vực lân cận mỏ đá vôi của công ty Đồng Lâm khai thác, thì hoạt động nổ mìn đã gây ảnh hưởng đến nhà cửa và các công trình của họ, cụ thể là gây ra sụt lún và rạn nứt nhà cửa. Nhưng mà đó là mới đừng đưa cái sao đó chúng cho con đưa lại mà đưa cái sao mà ngoài đi là hắn cứ xuống nữa. Liên quan đến việc này, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc ảnh hưởng từ việc khai thác, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng các nhà dân nằm trong phạm vi 500m từ ranh giới mỏ, lập dự toán sửa chữa và chi trả chi phí cho người dân. Đến nay đã chi tổng cộng 3 tỷ đồng cho công tác này. Về việc khai thác đá, cũng đã giảm lượng thuốc nổ tại các khu vực giáp đê bao xuống chỉ còn 1,5 tấn một bãi, giảm 50% so với quy định cho phép, và áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong khoang nổ mìn, sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện, phương án nổ mìn tiên tiến nhất hiện nay, tuyệt đối không sử dụng phương pháp nổ mìn tức thời. Chúng tôi cũng xác định là ít nhiều cũng có ảnh hưởng, và từ đấy chúng tôi có các cái chính sách hỗ trợ cho người dân lân cận khu mỏ đá vôi. Thì đầu tiên đối với các nhà dân rạn nứt thì chưa có một nghiên cứu khoa học nào để mà xác định nguyên nhân, nhưng mà chúng tôi cũng đã khẩn trương là phối hợp với xã để mà khảo sát các nhà dân rạn nứt để lên dự toán và đưa ra các phương án xử lý. Một là người dân là tự sửa và chúng tôi cung cấp kinh phí. Thứ hai là nếu người dân mong muốn thì chúng tôi sẽ thuê đơn vị để sửa chữa. Vậy tất cả chi phí là của chúng tôi. Mỏ đá vôi Phong Xuân có diện tích hơn 90 hectare, trong đó giai đoạn 1 là 55 hectare đã đi vào khai thác từ năm 2014. Tất cả công trình kiến trúc, nhà cửa trong phạm vi cách đê bao mỏ 200m đều đã được di dời, chỉ còn lại đất sản xuất. Giai đoạn 2 có diện tích khoảng 35 hectare. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã kiểm kê kiểm đếm hoàn thành được 41 trên 58 hộ, khoảng 71%, còn lại 17 trên 58 hộ chưa thống nhất kết quả kiểm kê và 2 hộ không hợp tác trong việc kiểm kê. Thưa quý vị, lãi suất cho vay của ngân hàng giảm sâu đã tạo cơ hội cho các nhà đầu cơ sử dụng đòn bẩy tài chính. Họ thấy tiềm năng từ việc lướt sóng bất động sản và bất chấp giá tăng, nguồn vốn hẹp để vay vốn từ ngân hàng. Chính vì vậy, giảm sạc tín dụng bất động sản là yếu tố quan trọng để hạ sốt đất. Từ giữa năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra tình trạng sốt đất ở khá nhiều địa phương, đặc biệt nóng nhất tại huyện Lương Sơn. Hạn chế tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn tối đa là 40%. Áp dụng tỷ lệ hệ số rủi ro 150% cho những khoản vay tiêu dùng và lĩnh vực rủi ro có dư nợ trên 4 tỷ đồng, đồng thời thường xuyên giảm sạc hoạt động cho vay vốn. Đó là cách mà cả ngân hàng ở đây đang áp dụng để hạn chế vốn đổ vào bất động sản. Trong quá trình mà các tổ chức tín dụng mà khi cho vay ấy, thì đặc biệt là phải lưu ý cái quá trình mà kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Trước khi cho vay để phát hiện là xem cái dự án, phương án đó có đúng theo cái đề xuất khách hàng hay không, và sau đó là giám sát được cái dòng tiền sử dụng vốn vay có phù hợp hay không. Ngân hàng Nhà nước luôn yêu cầu phải hạn chế cho vay các lĩnh vực rủi ro và định hướng rọt vốn vào 5 lĩnh vực ưu tiên khi cấp chỉ tiêu tín dụng, nên bản thân cả ngân hàng thương mại cổ phần rất cân nhắc khi cho vay lĩnh vực này. Tín dụng cho nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực bất động sản luôn bám sát cái chỉ đạo điều hành, đảm bảo cái tỷ trọng dư nợ cho tín dụng bất động sản luôn theo đúng cái giới hạn của ngân hàng nước đặt ra. Năm 2020, do tác động của dịch COVID-19 nên con số này là 11,89%. Trong quý 1 vừa qua, tín dụng bất động sản tăng 3%, chỉ tương đương với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của cả hệ thống ngân hàng. Thế nhưng giảm sạc tín dụng bất động sản vẫn là biện pháp rất cần thiết trong thời điểm này. Cái việc kiểm soát dòng tiền vào thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua và hiện nay, thì chúng tôi cũng đã quản lý cũng như cảnh báo cho các tổ chức tín dụng một cách thường xuyên để đảm bảo được rằng
những cái lý do nguyên nhân của thị trường bất động sản tăng hiện nay cũng không phải là xuất phát từ cái việc tín dụng đầu tư vào bất động sản tăng quá nhanh. 10 năm trước, cơn sốt đất đã bùng nổ tại nhiều địa phương với giá đất tăng phi mã. Nguyên nhân được cho là đến từ sự nới lỏng của dòng tiền cho vay, dẫn tới tình trạng nhà đầu tư ồ ạt sử dụng đòn bẩy tài chính. Đến năm 2012, kịch bản vỡ bong bóng bất động sản đã xuất hiện. Kịch bản này rất có thể sẽ lặp lại nếu như không kiểm soát chặt dòng tiền cho vay. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25 tháng 4, tại A Lưới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ meeting tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống bệnh sốt rét. Trong những năm qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét đã có kết quả đáng khích lệ. Số ca mắc sốt rét giảm dần qua các năm. Năm 2019 còn 4 ca và từ năm 2020 đến quý 1 năm 2021 chưa ghi nhận ca bệnh nào mắc sốt rét. Đến nay đã có 7 huyện, thị xã, thành phố đủ các tiêu chí để công nhận loại trừ sốt rét trong năm nay. Đến năm 2022, nếu vẫn duy trì các chỉ tiêu về bệnh sốt rét ở huyện A Lưới và thị xã Hương Trà, thì toàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được công nhận loại trừ sốt rét vào năm 2022. Tuy vậy, bệnh sốt rét cũng như công tác phòng chống sốt rét vẫn luôn là vấn đề mà cộng đồng quan tâm. Tập trung có hoạt động tuyên truyền với mục tiêu chung là tăng cường công tác phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng, nhằm không ngừng nâng cao tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia nói chung. Người dân sẽ được tiếp cận và sử dụng các biện pháp phòng chống sốt rét có hiệu quả, tăng cường kiểm soát bệnh nhân sốt rét, các đối tượng nguy cơ thông qua mạng lưới y tế cơ sở. Không ngừng nâng cao những hiểu biết cách phòng tránh và điều trị bệnh sốt rét trong cộng đồng xã hội, góp phần đưa đời sống kinh tế ngày càng ổn định và phát triển. Sau một thời gian tiến hành trùng tu, cầu ngói Thanh Toàn tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy được hoàn thành với nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, phục vụ nhân dân và du khách. Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng vào năm 1776 với kết cấu gỗ có mái ngói thanh lưu ly theo lối kiến trúc thường gia Hà Kiều. Cầu được chia làm 7 gian, gian giữa thờ bà Trần Thị Đào là người con làng Thanh Thủy Chánh, vợ của một vị quan lớn dưới triều Lê. Bà đã bỏ tiền xây dựng cầu để dân làng qua lại được thuận tiện và có chỗ ngồi nghỉ, tạm tránh mưa nắng của người dân và du khách. Cầu ngói Thanh Toàn được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1990. Cầu ngói Thanh Toàn đã qua 5 đợt trùng tu, đây là lần trùng tu thứ 5. Ở đợt trùng tu lần này, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt với nguồn kinh phí 13 tỷ đồng. Hiện nay công trình hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 10,2 tỷ đồng được đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân và du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan trải nghiệm. Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tổ chức lễ hội đua trải trên sông Như Ý với sự tham gia của 6 đội đua đến từ các xã. Đây là hoạt động thể thao nhằm chào mừng lễ khánh thành cầu ngói Thanh Toàn, đồng thời bảo tồn môn thể thao truyền thống của địa phương. Sáng nay, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tổ chức giải bơi đường đua xanh năm 2021. Giải nhằm thúc đẩy phong trào bơi lội, rèn luyện sức khỏe và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh. Tham dự giải bơi năm nay có gần 60 vận động viên là các em học sinh đến từ 10 trường trung học cơ sở thuộc 4 huyện Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế. Các vận động viên chia thành 4 nhóm thi đấu các nội dung gồm bơi tự do 50m và bơi tự do 100m. Ban tổ chức sẽ dựa trên các thành tích thi đấu của các vận động viên để xem xét trao giải nhất, nhì, ba cho mỗi nhóm. Lần đầu tiên được tổ chức, giải bơi đường đua xanh do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh tổ chức, bên cạnh thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, tuyên truyền phòng chống đuối nước ở lứa tuổi học sinh, còn là dịp để phát hiện và tuyển chọn những cá nhân có năng khiếu tham gia vào các giải bơi cấp khu vực và toàn quốc. Chào mừng 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam và 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Ngân hàng Nhà nước Thừa Thiên Huế tổ chức giải bóng đá truyền thống ngành ngân hàng năm 2021. Giải bóng đá truyền thống của ngành ngân hàng được tổ chức thường niên với sự tham gia của các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia giải năm nay có 32 đội bóng, trong đó có 18 đội bóng nam và 14 đội bóng nữ với gần 400 vận động viên đến từ 23 ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước Thừa Thiên Huế. Giải bóng đá năm nay tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong toàn ngành ngân hàng trên địa bàn và trở thành hoạt động bổ ích và thiết thực, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ. Giải đấu cũng đã tạo ra sân chơi để đoàn viên công đoàn các ngân hàng giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết, học hỏi lẫn nhau trong nghiệp vụ chuyên môn cũng như trong hoạt động thể dục thể thao. Dự kiến sẽ có trên 60 trận đấu, trong đó có 45 trận bóng đá nam và 16 trận bóng đá nữ, với tinh thần thi đấu trung thực, cống hiến cho khán giả có những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, góp phần vào sự thành công của giải từ các đơn vị ngân hàng trên toàn hệ thống. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.